Biển hùng heo nha các bạn, ống dữ rồi, rồi mãi đá không chắc tắm không được. Có hai chàng đi chè cá rồi cũng có. Cá nhóc á các bạn ơi, cá nhựa này là cái sơn, không biết là cái sơn là sao mà mấy ổng không bắt không tả mà. Không có coi cái clip ở tưởng nó bắt việc nữa không? Đó, đâu rồi? Hay nha.
có cái gì nó bỏ vô nó quấn quấn một lúc nó làm cái như chì nó quấn lại như cái lò xo vậy đó. Cái cách đó hồi xưa tụi tôi đó, bắt đó thì cũng vậy thôi, tôi bắt dế dế cơm á, nó cái lỗ dế cơm nó xe xe vô kéo. Ghe này là ghe đặt lối nha các bạn. Nghe kêu chống lưới ha. Ủa ghe lúng mà nó bự dưới ta. Tưởng ghe lúng nó đặt gần sát sát bờ ghe nhỏ nhỏ nha. Mới sát bờ là lúng mé khác, cái này lúng khơi khác. Này lúng rồi đặt rồi khơi. Ủa này là lúng ghẹ. Ta đang sửa lưới. Cái ngốc này là cái nguồn lưới bịch tột đó các bạn, nguồn lưới ốc đó. Khi mà mấy người ta thả mấy ốc này xuống dưới là con bạch tuộc cũng chui vô con ốc này nó ở. Rồi cái người ta kéo lên rồi chút nó ra. Rồi gọi là lưới ốc nhưng mà phải là bắt con ốc. Người ta có để mồi gì không con? Dạ không. Bắt ra cho nó trâu bạch tuộc. Nó ở trong đó rồi kéo lên. Kéo lên là chút cái ra hả? Dạ. Nó ra lên rồi. Ra lên rồi kéo lại ra rồi bò ra bắt. Hay ha, khỏi tốn mồi. Kêu một lưới ốc nhưng mà không bắt con ốc mà bắt con bạch tuộc. Ủa đây xóm lưới này mình có tên không? Dạ. Cái xóm này nó có tên xóm lưới gì không? Có, ở đây xóm chùa. Xóm chùa. Xóm chùa còn phòng heo.
xã Sơn Hải. Có cái chùa nhỏ nhỏ trên núi. Đây là xóm chùa nha các bạn. Đây là xóm chùa nha các bạn. Cái này nó có cái chùa như này. Xóm lưới mà gọi là xóm chùa. Mấy ông này chắc bơi ra xuồng mấy ông nhậu quá. Còn đây là thuộc về xóm miễu Hòn Heo các bạn. Bên là xóm chùa, bên là xóm miễu. Kia là xóm chùa. Trên xóm này nó có tên hết, tại mình mới tới mình cũng biết. Mấy cái đường nhỏ nhỏ này tự chỉ không á. Đây có quán, đây có nhà nghỉ nữa nè, cũng nhiều nhà nghỉ. Nhà học lớn. Ủa gió vậy nó đi không được hả? Đây là nhà của cô Hồng ở trên Hòn Heo nha các bạn. Cô Hồng này cũng người quen của anh Sáu. Thì ra đây chơi là cô cũng mời tới nhà chơi, ngủ ngơi. Đây là Hòn Heo thuộc xã Sơn Hải nha các bạn, tỉnh Kiên Giang. Đây nhà của cô Hồng. Ồ, nhà đang xây dựng. Nước im ha. Lắc biển luôn. Đến trong á, nó đây quá thổi. Bữa mình cắt mình lắng nhiều có mấy ổng có la. Hôm nay nó cắt nó làm. Nước không. Đến ai làm gì nó làm. Cái trên tôi là đô thị nó dữ lắm á. Nó hờ đảo mà, ở sao hè mà nó mấy ổng làm. Có cái bè lên Sáu rồi lên bè bơi. Đây là biển Ba Hồ nha các bạn. Đây mấy sao nhà của em mình là cư dân trên Ba Hồ. Cũng là người quen. Bể bè nó bán rẻ hả? Dạ. Nó muốn rồi có 150 ký rồi các bạn. Dạ. Thì bể bè nhưng mà nó còn sống hả? Dạ. Nó có bể bè kiểu là cái quá. Bể bè bắt được.
mai mốt lên này không có cá đi hết. Còn nhé tưng tưng. Cái này lúc này nó không bán đâu. Tính ngoài 2 kg.